Thưa thầy và các bạn, thì ngày hôm nay mình sẽ trình bày về bài tổng phân tích nước tiểu (urinalysis). Thì bài tổng phân tích nước tiểu này thì nó gồm ba cái mục tiêu mà chúng ta cần phải vượt qua. Đó là ba mục tiêu gì? Số 1 là đại cương của tổng phân tích nước tiểu. Là trong cái phần này chúng ta phải nắm được một cái tổng phân tích nước tiểu nó bao gồm những cái thành phần nào và khi nào thì chúng ta làm tổng phân tích nước tiểu. Số 2, đại cương về sôi cặn lắng nước tiểu. Và trong cái phần này chúng ta phải biết được thế nào là sôi cặn lắng nước tiểu và khi nào thì chúng ta làm sôi cặn lắng nước tiểu. Cái cuối cùng đó là cách đọc cơ bản một mẫu nước tiểu mà đã làm tổng phân tích nước tiểu. Vậy thì chúng ta sẽ vô cái phần số 1, đó là tổng phân tích nước tiểu. Thì tổng phân tích nước tiểu là một trong những xét nghiệm thường quy mà nó đơn giản, rẻ tiền, nó đáng tin cậy để đánh giá cũng như là phát hiện, theo dõi tiến triển của phần lớn các bệnh tật. Cái cuối cùng đó là đánh giá các đặc điểm của các thành cũng như là các thành phần bên trong nước tiểu, thì qua đó chúng ta đánh giá được cái sự bất thường chức năng của thận. Vậy thì tổng phân tích nước tiểu nó sẽ gồm 3 phần, nhấn mạnh là 3 phần, và đó là những phần nào? Số 1 là nó kiểm tra tính chất vật lý của cái nước tiểu, physical examination. Số 2 nó là các xét nghiệm hóa học của nước tiểu, chemical testing. Cái số 3 nó là sôi cặn lắng nước tiểu bằng cái kính hiển vi, microscopic examination of urine sediment, để nhận biết cái hình dạng các thành phần hiện diện bên trong nước tiểu, đặc biệt là cái trụ niệu. Thì qua ba cái thành phần của tổng phân tích nước tiểu này, nó cho chúng ta thấy được là sôi cặn lắng nước tiểu là một trong ba phần của tổng phân tích nước tiểu, chứ không phải là một cái cận lâm sàng hay là một cái xét nghiệm riêng biệt so với tổng phân tích nước tiểu. Đây là một cái phiếu xét nghiệm mà khi đi lâm sàng chúng ta luôn thấy nó. Đây không phải là một tổng phân tích nước tiểu, mà đây chỉ là một phần của tổng phân tích nước tiểu, và đó là cái phần hóa học của nước tiểu, hay ở đây nó gọi là xét nghiệm sinh hóa nước tiểu, thì nó gồm 10 thông số. Nói tóm lại, tổng phân tích nước tiểu đầy đủ vì nó phải cho chúng ta biết được về đại thể nè, về vi thể nè, và khảo sát các thành phần hóa học bên trong nước tiểu, bán định lượng. Đó. Thì tổng phân tích nước tiểu á gồm 3 phần: phần vật lý, phần hóa học, phần sôi cặn lắng nước tiểu. Thì phần vật lý nó sẽ bao gồm số 1 là lượng nước tiểu, số 2 là màu, số 3 là mùi, số 4 là độ đục của nước tiểu. Cái thành phần tiếp theo đó là thành phần hóa học của nước tiểu. Thì cái thành phần này chúng ta sẽ dùng một cái que nhúng và nhúng vào nước tiểu, thì cái que này nó thể hiện cho chúng ta 10 thông số nước tiểu. Số 1 là tỷ trọng, 2 là pH nước tiểu, 3 là gluco trong nước tiểu, 4 là hồng cầu. Và nhấn mạnh hồng cầu ở đây nó có cái men peroxidasa để giúp phát hiện nó trong nước tiểu. Số 5 là protein, số 6 là bạch cầu thì có cái men leukocyte estaza, nó giúp nó phát hiện bạch cầu trong nước tiểu. Số 7 là nitrit, nếu mà nitrit có mặt dương tính trong nước tiểu thì nó phản ánh rằng là có vi trùng trong nước tiểu. Số 8 là keton, số 9 là bilirubin, số 10 là urobilinogen. Cái phần thứ ba là sôi cặn lắng nước tiểu. Thì chúng ta thấy mục đích chúng ta sôi để chúng ta tìm cái gì? Tìm coi có bạch cầu không nè, coi có hồng cầu không nè, coi có vi trùng không nè, coi có các trụ niệu không nè, các tinh thể. Vậy thì chúng ta xem cái hồng in đậm hồng cầu, bạch cầu và nitrit. Tại sao phải in đậm ở đây? Tại vì cái men peroxidasa nè không chỉ có ở hồng cầu, mà bản thân vi trùng vi khuẩn nó vẫn sản xuất ra cái men này, cho nên nó sẽ làm nên trường hợp là dương tính giả. Bạch cầu cũng vậy, bạch cầu sẽ dương tính giả nếu như có một cái sự viêm nhiễm nào đó ở cái vùng âm hộ, âm đạo của phụ nữ, thì nó cũng làm nên dương tính. Nó hay là do sự cái que nhúng nó bị hết hạn sử dụng hay là nó bị hư đó, hoặc là cái phần nitrit thì nitrit dương tính thì nó phản ánh là có vi trùng trong nước tiểu, nhưng mà cũng có những trường hợp có vi trùng trong nước tiểu nhưng mà nitrit nó âm tính, nó về lúc đó ta gọi là âm tính giả. Vậy thì cái xác định được hồng cầu, bạch cầu và nitrit ở cái phần hóa học này nó chỉ là gián tiếp để giúp chúng ta đánh giá nhanh được sự có mặt của ba anh này thôi. Còn để xác định một cách trực tiếp và chính xác thì chúng ta phải soi cặn lắng nước tiểu và đếm những thành phần này trên cái kính hiển vi. Nó vậy thì khi nào thì chúng ta cần làm ra một cái tổng phân tích nước tiểu? Số 1 là để đánh giá cái bệnh lý về thận và đường tiết niệu cũng như các bệnh lý về chuyển hóa và nội tiết.
Số 2 là để sàng lọc các bệnh nhân mà không bệnh, mà không có triệu chứng. Số 3 là hay chỉ là một cái chỉ định đơn giản khi mà chúng ta đi khám sức khỏe định kỳ, soi cặn lắng nước tiểu. À, vậy thì nhấn mạnh là soi cặn lắng nước tiểu là một trong ba phần của tổng phân tích nước tiểu, tức là nó thuộc tổng phân tích nước tiểu chứ không phải là một cái xét nghiệm riêng biệt so với tổng phân tích nước tiểu. Và thường thì chúng ta làm đến, ta chỉ làm cái 10 trong số nước tiểu thôi mà không làm đến soi lắng nước tiểu. Vậy thì khi nào thì chúng ta làm soi cặn lắng nước tiểu? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta phải vượt qua soi cặn lắng nước tiểu là gì. Định nghĩa là soi cặn lắng nước tiểu là cái xét nghiệm mà để tìm cái thành phần hữu hình bên trong nước tiểu. Nó thành phần hữu hình đó là hồng cầu nè, bạch cầu nè, tế bào biểu mô nè, các loại trụ hình nè, các loại tinh thể nè. Đó. Vậy thì có hai cách để làm soi cặn lắng nước tiểu. Một là soi tươi. Thế nào là soi tươi? Tức nghĩa là chúng ta lấy nước tiểu giữa dòng của bệnh nhân đó, và bất kỳ thời điểm nào trong ngày, sau đó không có quay ly tâm gì hết trơn, bỏ lên cái điên vi và soi tươi luôn. Còn cách thứ hai đó là cặn lắng EDIS. Cặn lắng EDIS, chúng ta đọc sách chúng ta thấy chữ cặn lắng EDIS, nhưng mà chúng ta không biết thì ngày hôm nay chúng ta phải vượt qua thế nào là cặn lắng EDIS. Vậy thì cặn lắng EDIS là vào lúc 6 giờ sáng cho bệnh nhân đái hết nước tiểu trong trong đêm qua vào một cái lọ, sau đó cho bệnh nhân đó, uống 200 ml nước ấm và cho bệnh nhân nằm nghỉ ngơi, và từ lúc đó cho đến 9 giờ là cho bệnh nhân đái vào cái bô, và đến 9 giờ là lấy nước tiểu lần cuối, sau đó lấy 10 ml nước tiểu này gửi đến phòng xét nghiệm, và cái phòng xét nghiệm nó mới bỏ cái nước 10 ml nước tiểu vào cái máy quay ly tâm, và sau khi quay ly tâm nó sẽ được hai phần, phần trên và phần dưới. Phần trên là dịch, phần dưới là cặn lắng. Sau đó người ta lấy cái phần cặn lắng này đem đi soi và xem coi những cái thành phần gì bên trong nước tiểu. Vậy thì khi nào thì làm cần làm soi cặn lắng nước tiểu là khi mà chúng ta nghi ngờ bệnh nhân này có cái tổn thương màng đáy lọc cầu thận, thông qua cái màu sắc của nước tiểu, có thể là màu đục hoặc là nước tiểu có máu, hay là để mình muốn sàng lọc cái bệnh thận cũng như là theo dõi quá trình điều trị của bệnh nhân bị bệnh. Vậy thì cách đọc một mẫu tổng phân tích nước tiểu cơ bản là gì? Thì chúng ta phải dựa vào cái sườn của một cái tổng phân tích nước tiểu, nó gồm 3 phần: phần vật lý, phần hóa học và phần soi cặn lắng nước tiểu. Thì đầu tiên chúng ta phải đọc cái phần vật lý của nó trước. Thì phần vật lý của nó thì chúng ta chú trọng cái phần mùi và phần màu. Thì màu bình thường đó, nước tiểu chúng ta có màu vàng nhạt, vàng tươi hay là vàng sẫm, bất thường có thể là có màu đỏ. Lúc này thì có thể là tiểu tiểu máu nè, tiểu hemoglobin nè, tiểu myoglobin, tiểu porphyrin, hay là ở bệnh nhân nữ mà tới tháng hành kinh, hoặc là có thể là do thuốc. Và tiểu mà vàng, vàng nâu, vàng chanh thì có thể là tiểu bilirubin, hoặc tiểu đục thì có thể là tiểu bạch cầu, tiểu mủ, tiểu có bọt thì có thể là tiểu protein. Đó. Vậy thì nước cái mùi của nước tiểu á, bình thường có mùi khai sau một khoảng thời gian đi đái, còn bất thường là có mùi khai ngay sau khi đi đái, và nó gợi ý cho chúng ta là nhiễm trùng tiểu, mà có thể gợi ý luôn là cái nhiễm trùng cái con Proteus có cái men ureasa, hoặc có mùi hôi ở những bệnh nhân nghi ngờ là ung thư bàng quang hoặc là ung thư thận, hoặc có mùi seton. Cái mùi này như là cái mùi của cái vị mùi ngọt ngọt của trái cây ở bệnh nhân đái tháo đường mà có nhiễm seton acid. Đó thì qua những cái màu sắc mùi, nó gợi ý cho chúng ta hướng đến bệnh nhân này là có cái bệnh lý đó dưới đó. Đây là cái que nhúng mà chúng ta phải nhúng vô nước tiểu để xác định những cái thành phần hóa học bên trong nước tiểu. Vậy thì cái thành phần hóa học đầu tiên đó là tỷ trọng. Tỷ trọng nó phản ánh tình trạng cô đặc hay phá hỏng nước tiểu của thận. Để dễ hiểu hơn, chúng ta liên tưởng đến trái dừa. Trái dừa thì nó có phần nước và phần cái. Nếu mà tỷ trọng càng cao á, thì phần cái nhiều hơn phần nước. Tỷ trọng mà càng thấp á, thì phần nước nhiều hơn phần cái. Thì cái tỷ trọng nào nó sẽ tỷ lệ nghịch với cái lượng nước tiểu. Nước tiểu càng nhiều tỷ trọng càng thấp, và nước tiểu càng ít tỷ trọng càng cao. Và cũng có một số trường hợp ngoại lệ như là tăng huyết áp, đái tháo đường và suy thận mạn. Số 2 đó là pH. pH của nước tiểu là từ 4.6 đến 8 và trung bình là 7. pH là sự mất cân bằng, pH là một trong những yếu tố hình thành nên sỏi.
Vậy thì chúng ta không để pH nước tiểu quá to hay quá kềm thì nó dễ hình thành sỏi. Và pH kềm mà cộng mùi cay thường thường gặp trong cái nhiễm trùng tiểu. Còn pH mà axit đó là dễ dễ tạo nên sỏi, sỏi axit, mà sỏi ở đây là sỏi axit uric. Sỏi này là cái sỏi mà không có cản quan. Số 3 là bạch cầu. Sự xuất hiện của bạch cầu trong nước tiểu thì nó gợi ý cho chúng ta là có sự nhiễm trùng tiết niệu hay là một cái viêm thận, một cái viêm nào đó ở thận. Số 4 là hồng cầu. Sự xuất hiện của hồng cầu cũng gợi ý cho chúng ta bệnh lý cầu thận, sỏi thận, chấn thương hay là khối u đường tiết niệu. Số 5 đó là nitrit. Nitrit dương tính đó, thường gợi ý cho chúng ta là có mặt của con vi trùng trong nước tiểu à, liên quan đến cái bệnh là nhiễm trùng tiết niệu. Vậy thì ba cái thành phần này nè, nó chỉ đánh giá một cách gián tiếp và nhanh sự để nói lên rằng sự hiện diện của ba ba anh này thôi, chứ không hoàn toàn chính xác. Để chính xác thì chúng ta phải làm soi cặn lắng nước tiểu để xác định xem có phải bạch cầu hay là hồng cầu hay là vi trùng trong nước tiểu hay không. Đó là cần đến cái soi cặn lắng nước tiểu để đánh giá một cách chính xác và trực tiếp sự có mặt của ba anh này. Thứ sáu là protein. Protein bình thường, protein niệu là nhỏ hơn 0.1 gram trên lít. Nó và nó dương tính khi nó thật sự dương tính nếu mà protein niệu lớn hơn 0.3 gram trên lít, và nó sẽ đi tìm nguyên nhân, có thể là hội chứng đường hư, viêm vi cầu thận cấp, bệnh thận đa nang hay là viêm đại vị thận, viêm nội tâm mạc nhiễm trùng nhân nhân. Nhưng đối với mà protein trên 3.5 gram trên lít thì chúng ta đi chợ. Chợ gì? Đi chợ rẫy để làm gì? Sinh thiết thận. Số 7 đó là gluco niệu. Gluco niệu mà thường dương tính là ở một số bệnh lý của ống thận, viêm tụy hay là bệnh nhân đái tháo đường. Số 8 đó là thể ketonic, thường gặp ở bệnh nhân đái tháo đường hoặc bệnh nhân nghiện rượu. Số 9, 10 là bilirubin và urobilinogen, thì thường gặp ở những bệnh nhân mà có vàng da tán huyết hay là vàng da trước gan á. Thì soi cặn lắng nước tiểu, thì thôi soi cặn lắng nước tiểu, chúng ta đọc cái gì của soi cặn nước tiểu? Thứ nhất là chúng ta soi có hồng cầu hay không. Bình thường thì nhỏ hơn 5 hồng cầu trên vi trùng 40 qua soi tươi, qua quang trường 40 bằng cách soi tươi, hoặc là nhỏ hơn 1.000 hồng cầu trên 1 phút qua cặn lắng ADIS. Bất thường tiểu vi thể là lớn hơn 5 hồng cầu trên quang trường 40 hoặc lớn hơn 5.000 hồng cầu trên 1 phút qua cặn lắng ADIS. Tiểu máu đại thể là lớn hơn 30.000 hồng cầu trên 1 phút qua cặn lắng ADIS. Thì bệnh lý tương quan thường tại thận và ngoài thận. Tại thận là do viêm vi cầu thận cấp, thường là bé máu vi thể. Ngoài thận có thể là do sỏi niệu, u thận hay là nhiễm trùng tiểu. Thứ hai là bạch cầu. Bạch cầu thường không có mặt trong nước tiểu, nhưng mà nếu mà có mặt thì con số chấp nhận được là phải nhỏ hơn 5 bạch cầu trên quang trường 40 hoặc nhỏ hơn 1.000 bạch cầu trên 1 phút. Bất thường là lớn hơn 2.000 bạch cầu trên phút qua cặn lắng ADIS, hoặc tiểu mũ là lớn hơn 5.000 bạch cầu trên phút, và có mặt nó là chắc chắn có sự viêm hay là nhiễm trùng tiểu đó, đường hệ tiết niệu. Số 3 là trụ. Ý nghĩa của xuất hiện trụ trong nước tiểu là gì? Trụ là khuôn đúc của ống thận. Bản chất của trụ là cái đạm tham phosphon, là một glycoprotein do ống thận tiết ra. Và cái bài đạm tham phosphon chúng ta sẽ bàn ở một cái phần khác nữa. Ở đây chúng ta không bàn sâu về nó. Và sự hiện diện của trụ là bằng chứng tổn thương thực thể của chủ mô thận. Có hai loại trụ, đó là trụ không tế bào và trụ tế bào. Trụ có tế bào là các trụ có chứa xác tế bào. Tế bào nào? Tế bào biểu mô ống thận nè, tế bào bạch cầu nè, tế bào hồng cầu nè, vân vân. Thể loại trụ có giá trị gợi ý cho chúng ta chẩn đoán bệnh. Còn số lượng trụ thì không nói lên mức độ nặng hay nhẹ của bệnh. Thì chúng ta nhìn sơ đó, các loại trụ, và chúng ta hãy nhìn đến cái trụ mỡ nè, có trụ hồng cầu, trụ bạch cầu và cái trụ hạt nâu bẩn. Thì trụ mỡ thường gặp trong bệnh hội chứng đường hư, trụ dơ thường gặp trong hoại tử ống thận cấp, đặc biệt là những sản phụ sâu xanh mà bị băng huyết hoặc xuất huyết tiêu hóa mà không truyền máu kịp. Trụ hồng cầu gặp trong viêm vi cầu thận mạn, hay trụ bạch cầu gặp trong viêm thận bể thận cấp hoặc mạn. Rồi tinh thể và tế bào thì sự nếu mà tinh thể có nhiều trong nước tiểu là bệnh nhân này có nguy cơ là sỏi niệu đó. Rồi tế bào ung thư nè, gặp trong
ung thư thận hay là ung thư hệ tiết niệu và tế bào biểu mô. Nếu bệnh nhân viêm nhiễm đường niệu đạo và thể lượng trực quan có thể gặp ở bệnh nhân hội chứng thận hư. Vi trùng này, nghĩ đến nhiễm trùng tiểu khi mà có một con trong quang trường 40 qua sao tươi và có hơn 20 con trên quang trường 40 qua cặn lắng Aedes, và ý nghĩa là giúp ta định hướng chẩn đoán cái nhiễm trùng tiểu, và điều này được khẳng định bằng cái nước tiểu. Thì chúng ta nhìn và đây là một số trụ ở trong nước tiểu ở bệnh nhân có bệnh lý ở thận. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài thuyết trình.